Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel Tấn Tài Gaming ha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chơi tựa game Root Battleground. Như anh em có thể thấy là mình có khoảng tầm gần 30k gem. Chính xác là 28.681. Rất là nhiều. Để mà mở hết được nhiêu đây á, thì chắc tốn khoảng tầm gần cả tiếng. À, mà chắc anh em đã biết mình mở để kiếm trái quỷ gì rồi phải không? Đó chính là trái Goro của Chúa Trời thuộc dạng thần thoại. Độ hiếm của nó thì ngang ngửa trái rồng á. Game này tính ra mình chưa sở hữu trái rồng, chưa sở hữu trái phượng hoàng cho cái acc chính mình chơi luôn á. Bình thường nhiều bạn cứ kêu là mở vài lần được mấy trái thần thoại đồ các kiểu dễ. Nhưng thực chất nếu mà anh em không may mắn nha, thì anh em mở 30k gem chưa chắc là được một trái thần thoại nào. Thiệt với anh em luôn. Mà nói chi xa, mình đây nè, ạc chơi chính từ đó giờ, mở không biết là tốn bao nhiêu gem rồi, rất nhiều, nhưng chưa từng được một trái thần thoại nào nha. Trong khi mấy cái ạc mà mình tạo ra chơi chưa được 10 phút nữa, nhập code thì lại quay ra trái rồng, trái mochi, vậy mới cay chứ anh em. Mà mình để ý nha, mấy cái ạc mà dạng như chơi lâu rồi cày nhiều thì khó mở ra trái xịn. Để coi ngày hôm nay như thế nào. Mình có tới 28k gem, không hề ít nha. Nhiều đây mà không quay ra được một trái thần thoại nào nữa là mình xui dữ lắm luôn á. Nhưng mình chỉ hy vọng là nó ra trái Goro thôi, chứ còn trái rồng hay là trái Mochi mình cũng đã có chơi cho anh em xem rồi, bây giờ nó không ra cũng được. Trời ơi, từ đầu giờ anh em thấy không, toàn trái cùi bắp. Chắc có nhiều bạn nhìn vào kêu tại sao mình có nhiều gem như thế mà không chịu nhấn vào cái phần mở nhanh phải không? Mở nhanh tốn tới 80 gem lượng anh em ạ. À, mình cũng không có bận gì thì ngồi mở từ từ cũng được mà. Với lại muốn mà để giành được nhiêu đây gem á thì mình cũng phải treo ngày treo đêm và cày cho chắc quỷ lên cấp cao rồi mới được. Rất là cực khổ, mình đâu có thể nào mà lãng phí vào cái quay nhanh được. Nên là quay từ từ. Cho trái huyền thoại đi game ơi, để cho có động lực đồ các kiểu. Ạc này có trái huyền thoại nào mình chưa sở hữu không ta? Gravity, cao su, Gura và trái phượng hoàng. Còn trái nào nữa không? Hình như là ạc này mình chưa có trái phượng hoàng á. Nếu mà có quay ra được thì cũng luyện cho nó lên cấp cao để lấy gem thôi, chứ thực chất là đâu có quay clip nữa, do là trái phượng hoàng mình có clip rồi. Anh em thấy ngồi xem mở như thế này từ đầu đến cuối chán không? Chắc là thôi, mình đợi tới khi nào mà mở xong á thì mình sẽ tổng kết lại coi là mở ra những trái quỷ gì cho anh em nghe ha. Chứ ngồi nhìn mình mở từ đầu tới cuối chắc là ngủ hết luôn quá. Anh em nhìn ở phía dưới góc nè, còn tới 27k. Rất nhiều. Ok, sau khi tốn khoảng tầm gần một tiếng để mở hết cái số gem mình đang có thì đây là những trái quỷ mình được. Anh em thấy trái gì chưa? Dragon, trái phượng hoàng. Còn những cái trái như Rabiti, cao su hay là Gura là mình có sẵn. Hai trái mới là rồng với lại trái phượng hoàng á. Trong quá trình mở thì nó còn ra trái Rabiti, hai trái Rabiti luôn nha, hai trái Gura, một trái cao su. Vậy tính ra mình mở cũng được quá trời trái xịn. Nhưng chỉ có điều không có trái Goro anh em ạ. Cái lúc mà mở ra trái rồng mình phải nói là cay thực sự luôn. Tại vì trái này mình đã từng chơi cho anh em xem rồi. Bây giờ là mình đang cần trái Goro. Trong khi là đậu hiếm hai trái nó ngang nhau anh em ạ. Đây nè, cấp 1. Lúc trước mình chơi cho anh em xem trái rồng là mình chơi ở một cái ạc cùi bắp. Ạc đó mình tạo ra, mình nhập code, mình quay chúng. Còn bây giờ mới quay được trái rồng cho ạc chính nè. Cái này thì chắc mình sẽ treo mình cày. Nói chung là chắc cũng không sử dụng nhiều, chủ yếu cày lên để lấy gem thôi. Thường cày tới cấp 100 là nó cho tới nghìn mấy gem á. Ngon lắm. Ạc này thì có x2 được các kiểu nên cày cực kỳ nhanh. Để mình đổi sang trái cao su hay trái gì đó đi PvP chơi nha. Chứ cái trái rồng này cấp 1 bây giờ ra cũng chả làm ăn gì được nhiều. Đánh cũng chả có đã lắm. Đợi full chiêu đi rồi lấy ra chơi. Mình thì vẫn thích sử dụng trái cao su. Nhiều bạn kêu là luyện trái cao su lên cấp 300 đi. Hiện tại là mình cũng đang cố gắng cày nha. Mới được có cấp 250. Từ cấp 250 mà tới cấp 300 thì nó rất là lâu luôn.
Đây cho anh em xem. 255. Nhiêu đây là đủ đi hành mấy thanh niên trong xe vào rồi anh em ạ. Tới đây. Đâu mất tiêu rồi? À, dùng cái chiêu Soru quay chỗ khác. Giờ chạy không chứ có dám lại gần mình đâu anh em. Còn có nửa cây máu à. Xài chiêu sống thần hay sao á. Ghê quá trời anh em ơi. Ôi, cái con nhân vật của mình nó bị cái gì vậy? Anh em nhìn nè. Ôi 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 ôi. Bay dính cho đợt cây luôn. Vãi. Gì vậy? Ăn cái chiêu sống thần của trái Gura xong bị gì luôn nè. Trời ơi. Ủa giờ sao hết ta? Nó bị cái lỗi gì á. Chỉ cần mình nhấn nút nhảy nha là nó sẽ bay rất 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 là nhanh luôn á. Sử dụng solo thì vẫn được. Nhưng mà cái con nhân vật của mình nó bị nghiêng nghiêng nè trời. Nhìn ảo thực sự luôn. Gì vậy trời? May là mình chưa có ăn mạng nào nha. Nếu không reset như này uổng chết. Người chơi sử dụng trái Gura lúc nãy hên đấy. Mình mà không bị lỗi là sắp mặt với mình liền. Không hiểu sao mình thấy trái Gura nhiều lỗi lắm. Mà cái lỗi liên quan đến cái chiêu sống thần không à. Những cái bạn nào mà từng đánh con boss Kaido á, ở dạng rồng nha, mà xài trái Gura rất là hay gặp cái lỗi khi mà anh em sử dụng xong là cái con Kaido nó tàn hình luôn. Không biết có anh em nào bị chưa. Mà thôi quay trở về vấn đề chính nè. Sử dụng Gear 4 tới lúc tàn sát những thanh niên trong server. Mình nghĩ là không có ai cấp cao hơn mình ở cái server này đâu thiệt. Cái người mà cao điểm bounty nhất hiện tại là 12.700. Không biết ở đâu. Thấy cái tên chắc là một bạn Việt Nam. Đứng đó làm gì? Ủa chết rồi hả? Mới đụng con cái mà. Thanh niên kia ra đây chơi không? Vừa nhích ra ngoài xí thôi là bay màu liền rồi đấy ạ. Bảo đảm có nhiều bạn kêu tại sao mình không chịu đi qua cái khu One New World để chơi. Bên đó đúng á thì mình sẽ gặp những cái người mạnh hơn. Do là cấp 150 mới qua bên One New World được. Nhưng mà thường ở bển thì mình thấy cũng ít đánh nhau. Đa số đánh boss là nhiều. Với lại là ít người ở bên đó lắm. Anh em thấy mình chơi ở cái khu này còn có bao nhiêu người đâu. Nhìn từ trên xuống dưới chắc có khoảng tầm chục người chịu ra đánh nhau. Còn lại chắc là đang chiêu hoặc là đang mở chát quỷ đồ các kiểu. Mấy cái người mà không bao ti á là đang mở chát quỷ hoặc treo á. Có một thanh niên chạy ở phía trước. Định tẩu thoát hả? Sao mà được. Ôi vậy mà không trúng. Cay thế. Xài cái chân số 2 đi. Có cố gắng nhưng mà không chạy được đâu. Trời, bạn này Việt Nam nha anh em. Nhìn cái tên ở phía trên kìa. Đúng mấy bạn Việt Nam có khác. Đặt cái tên là thấy ấn tượng ngay. Anh em thấy cái tên không? Gì vậy? Sử dụng trái Gura đứng múa máy ở đây. Bay mất tiêu rồi. Chắc là đứng treo hay sao. Thấy mình bay lại sợ quá. Nhảy đi liền anh em ạ. Bên server kia hồi nãy ít người đánh nhau quá. Nên là mình chuyển sang một cái server khác. Anh em thấy có người 152k bounty. Bảo đảm là cực kỳ mạnh nha. Mình mà gặp chưa chắc là có thể thắng được đâu. Thiệt với anh em luôn. Mà không biết thanh niên đó chui ở cái chỗ nào. À, hình như là cái con Phượng Hoàng Lửa sắp xuất hiện rồi hay sao kìa. Gì đây? Sử dụng trái đại bàng mà hổ báo thế. Rồi, muốn đánh thì mình khô máu luôn. Ủa gì vậy? Mình nhớ nhấn xài chiêu rồi mà. Cái xe vào này hơi lát nha anh em. Đó, boss Phượng Hoàng Lửa xuất hiện rồi kìa. Nhưng mà từ từ, để mình xử xong mấy thanh niên này rồi qua bển sau. Biến thành Gear 4. Chuẩn bị có được hai mạng nha. Dầu dữ vậy. Còn xíu máu kìa. Mình phải công nhận một điều á là mấy thanh niên chịu đánh thiệt. Thấy mình nghìn mấy máu mà cũng không chạy nha. Mà toàn xài trái đại bàng thôi. Trái đó nói chung là cũng dễ quay ra. Mình từng chơi cho anh em xem rồi. Chiêu cũng khá là hay đấy. Rồi, bay qua chỗ cái con Phượng Hoàng Lửa đánh chơi cho anh em xem.
Bây giờ đa số người chơi là tập trung ở khu đó. Sẵn tiện mình đánh kiếm thêm tí gem để dành. Mấy mốt còn quay trái Goro nữa chứ. Tức không quay được cái trái đó. Trời, mình đánh đại chết một người chơi hay sao kìa. Vãi thiệt. Hình như có người sử dụng cái rồng bay ở bên kia kìa. Trời, trên đây đông vui dữ vậy. Con boss thì nó chuyển sang cái dạng phượng hoàng rồi. Trời ơi, nhìn chiêu kìa. Giờ phải nói là mình không dám bay vô phía trong luôn á. Đứng gần con phượng hoàng cái thôi là chắc sắp mặt. Hiệu ứng ghê quá anh em ơi. Đấm xuống một cái nào. Ôi, có người chết nữa kìa. Do đây là game PvP nên là nó sẽ không có tính năng tổ đội được các kiểu nữa mà. Đánh nó sẽ lộn xộn như thế này. Tốt nhất là đừng có nên lại gần con boss quá. Hình như là hai người sử dụng cái rồng luôn á. Ôi mà giờ sao ta? Biến thành dạng người như này không phải ghi 4, không lại gần sao đánh. Ghê quá trời quá đất luôn. Mình nhìn mốt máu vậy thôi chứ cũng díu dữ lắm nha. Vào cái là to á. Nhìn hai người sử dụng trái rồng kìa. Mà tính ra từ đầu giờ mình chưa thấy có ai xài trái Goro luôn á. Thiệt, trái rồng nó cũng hiếm ngang trái Goro. Mà thấy toàn xài trái rồng chứ không thấy xài trái Goro nha. Con boss phượng hoàng này thường tiêu diệt á, thì sẽ được khoảng tầm vài trăm gem gì đó. Để một hồi săn xong anh em sẽ thấy. Ôi, sao có một cái người chơi sử dụng ghi 4 mà mình không thấy cái đầu đó hết trơn vậy? Anh em có thấy cái đầu của thanh niên sử dụng trạng thái ghi 4 lúc nãy không? Mình đâu có thấy cái đầu đâu ta. Ủa rồi, rơi đây giờ sao lên đây trời? Thiệt tình, đang ở dạng thường đâu có chi quay. À, con boss chết rồi đó. Mình được 305 gem nha. Cũng khá là ngon. Tại vì bình thường mà treo thì cũng lâu mới được 305. Nhiều bạn kêu là cắt cày cấp nhanh, đó chính là đi đánh boss. Mà boss thì đâu phải lúc nào nó cũng xuất hiện nè. Mình thấy treo là chân lý nhất, cứ auto. Thôi ok, tập ngày hôm nay tới đây cũng được rồi. Chủ yếu là vào quay cho anh em xem coi có được trái Goro hay không. Nhưng mà không được nha. Mà lại được trái rồng với lại trái phượng hoàng. Thôi kệ, nói chung là hai trái đó mình vẫn chưa có. Liệu lên lấy gem 21 mình quay trái Goro tiếp. Quay bao giờ ra thì thôi. Bây giờ thì tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em trong những tập kế tiếp. Bye anh em.